Chiều ngày 1 tháng 12, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an cho biết mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Dương, Công ty Thái Dương và các đơn vị có liên quan. Đơn vị đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội buôn lậu. Cơ quan Cảnh sát Điều tra bổ sung quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú, khám xét đối với ông Nguyễn Quang Mạnh, Giám đốc điều hành mỏ Yên Phú về tội vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên. Ông Mạnh được xác định đã có hành vi giúp Đoàn Văn Huấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Thái Dương, chỉ đạo, tổ chức khai thác, bán trái phép trên 160.000 tấn quặng đất hiếm và quặng sắt, hưởng lợi bất chính hơn 632 tỷ đồng. Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát Điều tra khởi tố bị can đối với Lưu Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Đất hiếm Việt Nam, khởi tố, bắt bị can để tạm giam, khám xét đối với Đỗ Hạnh Hương, Phó Giám đốc Công ty Đất hiếm Việt Nam, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú, khám xét đối với Phạm Xuân Hậu và Phạm Thị Yến, cùng là nhân viên xuất nhập khẩu Công ty Đất hiếm Việt Nam, về tội buôn lậu. Những người này bị cáo buộc khai báo hải quan gian dối để xuất khẩu trái phép, bán cho các đối tác nước ngoài trên 470 tấn đất hiếm có trị giá trên 380 tỷ đồng trong giai đoạn 2019-2023, gây thiệt hại về thuế xuất khẩu, tạm tính, cho nhà nước số tiền hơn 82 tỷ đồng.